Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu các bạn, tôi là Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Hisato. Đồng hành cùng với tôi trong chuyến đi hôm nay có anh Lợi các bạn nhé. Xin chào. Hiện tại hai anh em chúng tôi đang vào nhà bác chú Tuất ở khu vực Hoài Đức, Hà Nội. Đấy, thì chú Tuất đã được người cháu là anh Toàn đã sử dụng gói thiết kế nhà của chúng tôi đã giới thiệu. Thì mời quý vị các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi vào nhà chú Tuất để theo dõi cái quá trình khảo sát để thiết kế cho chú một ngôi nhà mái Thái, biệt thự hai tầng mái Thái kiểu tân cổ nhẹ nhàng các bạn nhé. Mời quý vị các bạn ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu bạn tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Hisato. Thì tôi đang đứng ở chỗ khuôn đất của nhà chú Tuất, khu vực Hoài Đức, Hà Nội các bạn nhé. Đây này, đấy, đây khuôn đất chú. Đây cái cột điện cấp kia. Đấy, thì nước nhà chú thì vẫn là chưa phải là có nước sạch trước nhà, nhưng mà có rãnh trước nhà rồi. Đây nó rãnh ở bên này này, bên đường bên này, bên chỗ đống gạch đỏ đấy. Đấy. Đấy, thì ở đây chú xây một ngôi biệt thự hai tầng mái Thái kiểu tân cổ nhẹ nhàng các bạn nhé. Nền đất ở đây là đất thổ. Đấy. Là chú nó bị vát đi một chiều mặt tiền là 15m8. Đấy, còn tí tôi sẽ đo hết cái xung quanh bên này để ghi tờ thông tin kế hoạch nhá. Đấy. Đây. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi quá trình khảo sát của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu bạn tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Hisato. Xin thưa quý vị các bạn, khi mà chúng tôi đã về thu thập số liệu và bay công dùng các loại bay Farrakhan để chọn khuôn đất của nhà chú Tuất. Đấy là cậu ruột của anh Toàn, mà anh Toàn đã sử dụng gói thiết kế của chúng tôi rồi và anh đã tin tưởng và giới thiệu cho chú Tuất. Thì chúng tôi đã về khảo sát đo đạc hiện trạng. Thì thưa quý vị các bạn, thì hướng thứ nhất là hướng nhà của anh có 245 độ tây nam đấy. Đây ở trên cái khuôn đất này, đấy, đất liền thổ đây, cứng đây, anh sẽ bố trí một căn nhà biệt thự hai tầng mái Thái kiểu tân cổ nhẹ nhàng các bạn nhé, hai sảnh luôn. Đấy. Thì yếu tố phong thủy cũng được đặt lên hàng đầu. Đấy. Công năng và thẩm mỹ nữa. Đấy. Thì mọi người anh em kiến trúc lưu ý nhé. Đây còn vào cái cấp thoát nước đây, thoát nước từ đường đúng không nhá, cấp nước cấp điện là bên này, này của điện này. Thì giới thiệu mọi người đây cái đường đi nhá, đường trước nhà đường hàng xóm này. Thì ở đây là vẫn là cái nhà của chú Tuất. Đấy, vẫn đất của chú Tuất. Nhưng mà sau này chú chỉ xây đến đây thôi. Sau này bên này là cho con. Cho con chủ nhé. Đây. Thứ nhất là cái nhà này đang ở này. Đây. Nhà này là nhà đàn nhà ở này. Đây là khu chuồng lợn này. Mình phá khu chuồng lợn đi này. Đấy. Đây là chuồng lợn, đây là chuồng lợn. Đấy thì anh em phong thủy và giáo sư lên bác cho chú cái phương án nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.